bữa hổm ông nói chứ ai. Ông nói rồi, tôi nói đã bữa hổm à. Nói nghe nè. Hồi hổm là hồi nào? Hồi hổm là hồi lâu rồi. Lâu là bao nhiêu lâu? Ông biết tôi nghỉ nay 4 ngày nay rồi. Rồi ông đánh giùm cái ông ơi. Để nói chuyện đàng hoàng. Chú nói tôi chuyện nói hồi nào? Chứ không, tôi đánh tôi gặp chồng tôi nè, đánh chồng tôi là có chuyện đó. Tôi không bao giờ nói chuyện với ông mà ông lại ông đặt điều ông nói tôi nói là sao? Thì bây giờ thì anh Dũng cũng kéo tới nơi rồi các bác anh chị ạ. Giờ anh bỏ ve chai ở đây. Thì để ngày mai mới thu xếp mới bán được. Giờ thì cũng tới chiều mà bây giờ đi lụm về mệt quá rồi. Đẩy vô góc trong kia anh. Tại mình tự mình đi làm rồi tự bỏ công sức ra thì mình thấy cái mình bỏ ra thì nó mình sẽ ăn thấy nó ngon hơn. Thì mình thấy nó việc làm cái đó nó ý nghĩa nữa. À, ông ấy, ông nói là tôi nói phải không? Ông nói là tôi nói anh Kha giữ ông 100 triệu đúng không? Có nói vậy không? Mới hả? Hồi như bữa hổm mà có cái anh gì mà nào? Anh gì? Tôi là anh gì? Bữa hổm ông nói chứ ai? Ông nói, đúng không? Tôi nói bữa hổm à. Nói nghe nè. Hồi hổm là hồi nào? Hồi hổm mà hồi hổm lâu rồi. Lâu là bao nhiêu lâu? Ông biết tôi nghỉ nay 4 ngày nay rồi. Nói ông đánh giùm cái ông ơi. Để nói chuyện đàng hoàng. Chú nói tôi chuyện nói hồi nào? Chứ không, tôi đánh tôi gặp chồng tôi nè, đánh chồng tôi là có chuyện đó. Tôi không bao giờ nói chuyện với ông mà ông lại ông đặt điều ông nói tôi nói là sao? Hả? Chú nói cuối cùng là có nói không? Con có nói không? Đánh rồi đánh có chuyện đó nè. Cuối cùng là ai nói? Tôi gặp ông tôi nói chuyện hồi nào? Hôm bữa con nói với chú làm sao? Thì ghen vậy đó. Ý ghen gì là vậy? Tôi gặp ông tôi nói chuyện ông hồi nào đâu mà ông nói chuyện vậy? Bây giờ nó, em có nói chuyện với nó thường xuyên không? Không bao giờ luôn. Em có nói gì cái chuyện gì 100 triệu gì không? Không bao giờ nói vụ tiền bạc bất cứ thứ gì hết. Chưa gặp mà nói chuyện rồi này kia đâu nữa. Bán đá xong rồi tôi bán là tôi đi liền. Tôi không có thời gian đâu mà đứng nói chuyện xàm xí bao nhiêu đó. Mà ông nói tôi anh Kha giữ 100 triệu là sao? Hả? Nói vậy là sao? Có chứng lộn ai không? Không. Tự nhiên đâu nói ra khơi khơi ba điều đó với tôi vậy? Rồi cuối cùng là ai nói? Không nhớ. Không. Nói chứ, nói kỹ lại nghe cái điều này rồi, không phải nói chơi đâu nghe. Mà tự nhiên nói tôi nói anh Kha giữ 100 triệu là sao? Vâng. Nè, bây giờ cưng đây chú hỏi thăm nè, cưng tên gì? Em tên Phương anh. Ở tên Phương hả? Cưng làm cho hãng đá này ha. Đúng rồi. Đó, thì có nghĩa là trong cái việc vừa qua thì là Minh Kha Đồng Tháp là cũng đã giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của vợ chồng Dũng. Đó. Nhưng mà gần đây có cái tin rất là sốc là nói là cho rằng Minh Kha giữ 100 triệu của thằng Dũng, của Minh Thường Quân. Mà em không có nói ba cái vụ đó. Hết là không có đưa cho thằng Dũng mà giữ lại để là làm của riêng. Chứ vì thế mà Dũng nói là có một cái anh nào đó bán nước đá, không có nói tên cơ nghe. Là anh nào bỏ bán nước đá lại bỏ nước đá nói là sao mà mày ngu như vậy đó, 100 triệu á là gửi á là Mạnh Thường Quân cho mày mà anh Kha giữ á nó để túi riêng á mà mày không chịu lấy gì đều gửi ngân hàng lấy tiền xài mà để cho anh Kha giữ chi vậy đó, cho nên là Minh Kha Đồng Tháp mới buồn quá mới là trao ngày hôm qua là hết số tiền mà Mạnh Thường Quân cho gia đình Dũng rồi và hôm nay là gặp cưng thì là mới biết sự thật là cưng không có nói đúng không, cho nên là nhiều khi Dũng á, trong nhiều khi Dũng giấc mơ nó ngủ nó mơ màng nó không nhớ. Không phải cái nào phải nói đàng hoàng, tự nhiên đi lại nói em cũng hết hồn chứ không phải không hết hồn. Thì bởi em vậy. Chưa bao giờ em nói vậy. Nó nói là ngay không phải là cái chủ bán đứa đá mà nó là lính của bà bán đứa đá nó thằng đen nữa, tại vì em thì đúng ở ngoài tên Phương. Ủa trong giấy tên Phương như ở ngoài tên đen. Đó. Tự nhiên đâu nói vậy nữa. Vậy? Đó nó còn nói vậy nè, nó nói là anh giữ 100 triệu của bỏ túi riêng còn anh còn đăng lên mạng nữa. Đó. Vậy là ông nói là sao? Ông phải nói rõ đàng hoàng nghe. Cái vụ này là ông phải nói đó. Thì cuối cùng là ai nói? Những cái ngủ mơ màng thấy. Ông thấy tôi bao giờ nói đứng nói chuyện với ông? Tự nhiên đâu khơi khơi tôi nhảy vô tôi nói anh Kha giữ ông 100 triệu. Không lẽ tôi là thằng ngu? Tự nhiên đi nói vậy em cũng hết hồn chứ bộ. Bởi vậy hôm bữa là nó nói tên em luôn mà. Đúng rồi. Thì em nghĩ 4 bữa nay thiệt. Em mới vô làm đợi bữa nay thiệt. Tự nhiên nghe nói em còn hết hồn á. Mà anh nói không lẽ cái thằng này mà nó biết gì trong đây mà nó nói là anh giữ của nó 100 triệu. Ông phải nói chuyện đàng hoàng lại nghe, chuyện này không có im đâu đó. Thôi em về anh đạp.
nói chuyện nó đàng hoàng đó đó, đi tới chiều đó. Ông kêu phải nói chuyện đàng hoàng đó đó. Không có im đâu. Là ta đưa lên mạng là ta biết hết trơn rồi. Thì đúng rồi, tự nhiên đi nói nói em chính Kha rồi biết từ đó giờ. Ừ, rồi, thôi vậy đi em. Nhưng mà chú nói con nghe, cái đây là một bài học nha. Không nên nói, ví dụ như người ta có nói thì nói, còn không nói thì mình đừng nói không có nói. Mình đặt chuyện người ta ấy, người ta quýnh mình đó. Đó, nghe không? Cái thứ hai nữa, người ta nói anh phải có bằng chứng cụ thể. Chứ mình đâu có dám đổi thừa người ta được. Đổi thừa người ta nhiều khi người ta chối này. Con biết cái này là 100 triệu chứ đâu phải là 100-200 ngàn cái uy tín của người ta. Đó, chú nói là tại vì con nói là ngay thằng Đen nói. Đó, bây giờ thằng Đen nó không có nói. Đó, rồi bây giờ là ai nói đây? Đó. Con nói cái kiểu đó giống như mất uy tín nó quýnh con luôn đó. Hiểu chưa? Sau này muốn nói gì cũng phải lựa lời mà nói. Thằng này nó ham tiền quá rồi mơ mộng nói bậy nói bạ. Chắc người kia chắc không có nói đâu. Anh nghĩ người kia không nói. Ông này ông mơ nè. Sợ nhiều khi nằm mơ chứ. Ông khẳng định là từ hồi nào giờ anh gặp anh này không có gặp chuyện. Nhưng mà không có nói chuyện. Đúng rồi. Người kia nó nóng nữa mà. Thì cũng ngày hôm nay giống như bài học hả anh ra. Một bài học. Nói chung là một bài học. Nói chung là anh cũng không trách con Dũng. Tại vì phải chứ nó một là người bình thường á thì mình trách nó. Nó khờ quá khờ. Anh nghĩ là tại vì nó ham tiền quá. Giống như là cứ nằm mơ thấy. Thấy nó thí nó càng đó. Rút kinh nghiệm nghe. Sau này là không có lần thứ hai nha. Thôi mới ấy về cũng mệt rồi. Tắm rửa nghỉ ngơi đi anh. Thôi đi tắm đi con. Hai chồng tắm đi. Tắm rồi. Thôi về tắm đi. Tắm tiếp đi. Tắm đi rồi ăn uống gì ăn. Thôi đi tắm đi, mới đi mua da chai về, nực muốn chết luôn à. Còn nếu mà ông không có nói thì thôi kệ thì xin lỗi ông Tiến với bà con hàng xóm không à. Nói chung là nếu con xác định thằng Đen không nói thì con lên con nhận lỗi người ta. Nghe không? Tại vì người ta không bỏ qua đó là tại vì cái chuyện đó con nói thêm người ta. Ảnh hưởng danh dự. Cái danh dự của người ta con biết 100 triệu chứ đâu phải là 50 ngàn mà con nói người ta vậy. Người ta rồi mình đổ quan người ta đó. Thì anh cứ gặp lên gặp trực tiếp anh xin lỗi anh Tiến không mà. Còn không bây giờ lên xin lỗi người ta liền. Nó chị Thanh lên chị xin lỗi. Rồi hai chồng lên xin lỗi người ta đi. Thôi xin lỗi người ta đi Tiến. Cho người ta mát bụng. Rồi ở đây thì mấy chú sẽ nói. Chứ để mà không có ai ở đây ổng qua ông làm dữ rồi có để ông đánh đòn đó, ông đánh á. Hôm qua xin lỗi anh Tiến đi rồi bây đi, giờ. Đi theo chú nè, đi theo chú nè. Không có nào, nó có nói thiệt tại nó chối thôi. Không lẽ con gì không lẽ ông không nhận cái nó. Tại nó chối thôi à. Con nói rồi. Rồi cuối cùng ai nói. Mà nó chối thôi. Thôi bây giờ cái okay, chuyện nó cũng đã phơi bày rồi. Nếu nó nói ví dụ như cho dù thằng Đen nói mà bây giờ nó chối là có nghĩa là nó sợ. Đúng không? Nhưng mà bây giờ là nó không có nói rồi thì thôi bỏ đi, thôi bỏ. Ok, nói chung thì mình nhìn bây giờ mình xin lỗi cũng không có mất mát gì hết. Không có chứng. Mình không có thể nào ấy người ta được. Không có bằng. Thôi bây giờ hai vợ chồng lên nói nhận lỗi người ta đi. Chú bỏ qua luôn, chú không nghĩ gì hết đến cái chuyện mà hai vợ chồng mình chứng trong đó à. Ừ. Bởi vậy. Thì chị với anh Dũng lên chảnh xin lỗi anh Tiến đi. Con sợ vụ khó quýnh lộn lắm chú ơi. Thì mình lên mình xin lỗi anh Tiến có gì đâu mà. Thôi bà chờ vợ nói quýnh ra tạ. Thôi mình đi. Đi đâu? Đi giặt đồ kìa. Đi xin lỗi đi. Anh nước còn, anh kêu đi xin lỗi đó, chị đi với anh đi. Đi. Không à, không nhận. Không đụng nó nhận không nhận là tụi nó đánh mày đừng nói sao đây không bài tàn rồi nha. Tốt rồi đó. Nóng rồi nóng rồi. Sợ quýnh chồng hết biết luôn. Không nhận lỗi rồi nó quýnh đang tẹo à. Thôi. Nói chung là cái người mà thiệt thòi nhất chính là chú. Hiểu không? Tại vì ai cũng nghĩ nếu mà những người không hiểu thì người ta sẽ nghĩ là chú lấy 100 triệu. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này thôi bây giờ giống như con là khờ khờ chú bỏ qua luôn. Cái màn hình quên nó giật. Rồi bây giờ thôi đi lên chợ nói non tiếng. Bỏ qua à, chú á. Ừ. Hai vợ chồng lên chợ nói người ta tiếng cho người ta vui mắt bụng đi. Cái đó là chú á, chú làm á chứ. Đã đổ thừa tôi luôn rồi.
đi nghe không? Chú làm á. Đi đi chị. Thôi đi lên đi. Để chiều này giặt anh ơi, chiều mát mát thì giặt. Chưa nước chưa đầy mà. Chú đầy đi giặt. Làm đó, chú làm á nha con bé à. Rồi. Đi đi, một lời xin lỗi không có mất hết. Không, không, trời, ừ. Tao đánh. Sợ hả? Thôi thì biết, dù biết sự việc là không biết là ai đúng ai sai. Nhưng mà trời, sợ quỷ quýnh á. Ok, thì một lời nhịn thì một sự nhìn là chính sự lành. Để kêu ông chồng con lên. Để tới chiều không có ai mất công là ông qua, ông kiếm chuyện nữa, mệt nữa. Sợ không, chị sợ không? Khuyên ảnh rồi rồi ha, có gì chúng ta phải nói chuyện nói đàng hoàng đúng không? Xin lỗi chú con. Rồi xin lỗi chú, xin lỗi chú anh à. Bỏ qua cho chồng con chuyện này, bỏ qua cho chồng con đi chú ơi. Chồng con nó bậy, nói chung là anh người đẹp trời giống chính là anh biết bỏ qua luôn chú ơi. Nó cần hà không gì hết, chồng con nói đi mua về mệt tắt. Rồi, không có chuyện đâu, quýnh lộn hai chồng con đi ở tù luôn á. Rồi vậy em bỏ đi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, dạ. Dạ. Hai chồng ở tù luôn á. Rồi thôi đi về tắm đi con nương. Thôi thì mọi chuyện cũng dĩ hòa dĩ quý rồi, vậy cũng rất là mừng rồi. Thì dạ, thôi cảm ơn anh nha. Rồi, chào anh. Dạ, rồi anh chào anh. Thì cô bác anh chị ở đây cũng là một sự hiểu lầm thôi. Chứ thì cô bác anh chị cũng biết rồi, anh Dũng thì cũng cái tính tình, nhưng mà anh cũng đâu có giống như một cái người bình thường đâu. Nên có những cái có gì đó nó không có được minh mẫn, tỉnh táo. Thì cô bác anh chị cũng thông cảm cho anh. Thì làm cho bao ngày qua thì ai vòng vòng khu vực ở đây cũng hiểu lầm anh Kha rất là nhiều.